Thưa quý vị và các bạn, mùng 10 tháng Giêng là khai hội Xuân Yên Tử, nhưng lễ hội Xuân Yên Tử thì kéo dài trong suốt 3 tháng đầu năm. Đây cũng là thời điểm lượng khách về với khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí đông nhất trong năm khi tham quan lễ Phật tại các điểm chùa trên núi và trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí dưới chân non thiêng. Chính vì vậy, địa phương và các đơn vị doanh nghiệp đứng chân nơi đây đã có sự chủ động chuẩn bị, phối hợp tốt về mọi mặt để đảm bảo cho du khách về với Yên Tử năm nay có một mùa hội xuân an toàn, vui tươi và lành mạnh. Yên Tử là một quần thể di sản với hàng trăm chùa, am, tháp, mộ, bia, tượng, nằm đan xen giữa núi rừng hùng vĩ và chạy dài từ chân núi lên tới đỉnh chùa Đồng cao 1.068 m. Từ hàng nghìn năm trước, danh sơn Yên Tử đã được các đạo sĩ tìm đến tu tiên và đắc đạo. Các tín đồ Phật giáo cũng đến đây tu hành, mở mang xây dựng. Đặc biệt là từ thời Trần, Yên Tử đã được đầu tư xây dựng với quy mô lớn. Vua Trần Nhân Tông sau hai lần đánh tan giặc Nguyên Mông vào các năm 1285 và 1288. Khi đất nước Thái Bình thịnh trị, Ngài đã nhường ngôi cho con để tìm đến Yên Tử tu hành, chuyên tâm nghiên cứu Phật giáo. Năm 1299, Ngài đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt độc đáo với tư tưởng nhập thế gắn đạo với đời. Nối tiếp đó là Pháp Loa và Huyền Quang. Họ đã trở thành ba vị tổ của dòng thiền này. Từ đó, Yên Tử trở thành kinh đô tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm và tiếp tục được xây dựng phát triển vào các đời sau. Non nước Yên Tử với các giá trị lịch sử văn hóa quý giá, trường tồn cùng lịch sử, nằm trong quần thể di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc, đang được đề xuất UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với hệ thống chùa am tháp thâm trầm, cổ kính nằm giữa khu rừng quốc gia Yên Tử, giờ đây đã trở thành điểm đến bốn mùa được rất nhiều du khách tìm về để tham quan, cảm nhận sự linh thiêng tĩnh tại của cảnh quan và sâu hơn là tìm hiểu, khám phá những giá trị mà tiền nhân để lại chốn này. Tôi về Yên Tử là lần thứ tư, lần này tôi được đi cùng với gia đình. Và cũng là các cháu muốn được về đây vãng cảnh và đồng thời gia đình cũng muốn tìm về cái nơi này là nơi tâm linh và rất là cổ kính. Công tác tổ chức và đón tiếp ở đây rất là chu đáo và tất cả nhân viên là nhiệt tình và dẫn dắt các du khách là đến nơi đến chốn. Mùa xuân là mùa đông nhất trong năm với không khí rộn ràng của dòng khách du xuân tham quan lễ Phật tại các điểm di tích. Dịp này cùng với đi lễ, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non thiêng với những hàng xích tùng cổ thụ, rừng trúc xanh tươi hay sắc mai vàng rực rỡ. Từ đầu năm mới Giáp Thìn cho tới nay, Yên Tử đã thu hút đông đảo khách hành hương, trong đó có những ngày cao điểm, nơi đây đón tới hàng vạn khách. Yên Tử là một ngọn núi rất đẹp, trải nghiệm leo núi cũng rất tuyệt. Hành trình leo núi với tôi khá là mệt, nhưng đến nơi thì thấy rất sảng khoái. Đứng từ trên đỉnh núi Yên Tử nhìn ra xung quanh, cảnh quan rất là tuyệt vời. Du khách về với Yên Tử xuân này sẽ cảm nhận nhiều nét mới trên dọc tuyến hành hương. Ngay từ khu vực dưới chân núi đã được chăm chút kỹ lưỡng. Các gian hàng ở làng Nương đều trang trí với quất đào, hoa cúc, ngũ quả, trang pháo đỏ, bánh chưng xanh, mang không khí xuân Tết rực rỡ. Các đại cảnh được bố trí ở một số khu vực với hình tượng linh vật rồng là chủ đạo, cùng với đó là tiểu cảnh trang trí hoa tươi, cây xanh, sinh động và đẹp mắt. Không gian cho du khách tham quan trải nghiệm, vui chơi giải trí đều có sự chỉnh trang lại với đa dạng các hoạt động phục vụ du khách như hát quan họ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chơi xích đu, ném còn, bơi thuyền, cho thuê cổ phục check-in, bắn cung, cưỡi ngựa, hội làng Nương.
sẵn sàng cho mùa hội xuân Yên Tử năm nay. Việc rà soát, sửa chữa về cơ sở vật chất đảm bảo sự an toàn, thuận lợi cho khách hành hương được các đơn vị chú trọng hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đó là việc cải tạo, nâng cấp, thay thế từ hệ thống biển chỉ dẫn, sơ đồ, biển báo, cũng như toàn bộ hệ thống lan can, bậc đá trên tuyến đường hành hương, nhất là các đoạn dốc khúc khuỷu gập ghềnh trên các khu vực núi cao và nguy hiểm. Ngay từ khi triển khai lễ hội xuân thì thành phố đã ban hành cái kế hoạch số 2756 về để triển khai cái tổ chức lễ hội xuân Yên Tử năm 2024. Thì ban quản lý Yên Tử đã phối hợp với các đơn vị ngành chức năng của thành phố như là công an thành phố Uông Bí, công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, các đơn vị liên quan như Hạt Kiểm Lâm, quản lý thị trấn 6 và đặc biệt là hai địa phương là phường Phương Đông và xã Thế Yên Công tổ chức tốt lễ hội xuân Yên Tử năm 2024 và tăng cường chức các thành viên trong các ngành để phối hợp về đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là tìm kiếm cứu nạn khi du khách về tham quan Yên Tử. Trong dịp lễ hội xuân, lực lượng chúng tôi đã cùng phối hợp để đảm bảo, đặc biệt là đảm bảo về cái phân luồng các tuyến để cho du khách khi về Yên Tử một cách tốt nhất và đảm bảo cái an ninh trật tự và kiên quyết và xử lý các hành vi như là chèo kéo khách, thứ hai là các mê tín dị đoan và bán hàng rong trong khu di tích. Cùng với sự vào cuộc của các đơn vị, địa phương liên quan trong khu vực Yên Tử, việc kinh doanh các dịch vụ tại đây được kiểm soát tốt. Theo đó, những người trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Yên Tử đã được tổ chức khám sức khỏe, tập huấn trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh được hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về hệ thống văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, niêm yết giá các dịch vụ theo quy định. Các nhà hàng kinh doanh trong phạm vi khu di tích đã ký cam kết trong thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, không bày bán treo mắc các loại thịt động vật tươi sống trước các quán hàng, thực hiện cạnh tranh kinh doanh lành mạnh, không chèo kéo, mời chào khách thiếu văn minh lịch sự. Qua thực tế vào những ngày đầu xuân mới của chúng tôi, cho thấy lượng khách hành hương về Yên Tử đông nhưng đa phần đều có ý thức tốt trong thực hiện văn minh lễ hội. Việc ăn mặc của du khách khi lễ chùa đảm bảo kín đáo lịch sự. Việc thắp hương chỉ thực hiện tại khu vực phía ngoài chùa, không thắp hương trong nội tự, nhất là tại các điểm chùa đông khách, có không gian nhỏ như chùa Hoa Yên. Tại các điểm bán vé tham quan, cáp treo lên các điểm chùa của di sản, du khách đông nhưng xếp hàng trật tự khi mua vé, chứ không chen lấn xô đẩy nhau. Để đáp ứng lượng khách tập trung, nhất là ở khu vực dưới chân núi, công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã bố trí nhiều điểm bán vé cáp treo ngay từ cổng Khai Tâm tới khu vực nhà ga cáp treo 1 và các nhà ga khác trên dọc tuyến hành hương. Du khách được các nhân viên của đơn vị hướng dẫn về các điểm tham quan lễ Phật trên dọc tuyến đường từ chân núi lên tới đỉnh Chùa Đồng ngay tại khu vực chân núi. Và trên các tuyến hành hương, lực lượng này cùng với nhân viên của Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử được bố trí ở nhiều điểm là ngã ba các tuyến đường để hướng dẫn du khách di chuyển phù hợp với nhu cầu, cũng như theo sự phân chia theo các lối lên xuống khác nhau tại các điểm di tích của Yên Tử. Mọi người hướng dẫn các cái phương tiện đi lại rất là thuận tiện này, và mọi người rất là liềm lở, hướng dẫn mọi người rất là chi tiết đi vào đây. Hội xuân thì lượng khách đổ về Yên Tử rất đông, thậm chí có ngày đến 3 đến 4 vạn khách. Chúng tôi đã bố trí các lực lượng, phân công cho các điểm, các tổ đội hướng dẫn du khách từ khi cáp treo cho đến Chùa Đồng, phân luồng tuyến cáp lên cáp xuống một cách hài hòa và không để ùn tắc xảy ra. Cũng như mọi năm, chúng tôi đã triển khai rất tốt về vấn đề này. Công tác vệ sinh môi trường tại Yên Tử những ngày đầu xuân năm nay đảm bảo khá tốt. Các tuyến đường tương đối sạch sẽ trong suốt cả ngày. Nhiều thùng rác được bố trí dọc tuyến hành hương và gần với các điểm nghỉ chân của du khách. Đa phần du khách đều có ý thức vứt rác vào thùng. Rác cũng được thu gom vào cuối ngày. Năm nào thích để về đây đấy đi. Ở trên đây em thấy rất sạch sẽ và không khí trong lành, yên tĩnh. Em có bảo mọi người bỏ đi đây chơi chùa trên nó đã sạch sẽ và nó yên tĩnh như này thì mình phải ăn uống sạch sẽ. Hội xuân Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân là một trong những lễ hội xuân lớn ở Quảng Ninh nói riêng và trong cả nước nói chung.
Công tác quản lý tổ chức Hội Xuân Yên Tử của Quảng Ninh trong nhiều năm qua cũng được đánh giá cao, là điểm sáng trong cả nước. Vào mỗi mùa hội xuân, Yên Tử đều thu hút hàng trăm nghìn lượt khách hành hương. Chuẩn bị chu đáo từ xa từ sớm cho lễ hội, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã có sự phối hợp tốt trong công tác tổ chức, quản lý, cần tiếp tục phát huy trong suốt mùa lễ hội năm nay. Cùng với đó, thiết nghĩ cũng rất cần sự vào cuộc tích cực của mỗi du khách trong đảm bảo văn hóa văn minh lễ hội. Qua đó góp phần mang lại những trải nghiệm vui tươi, lành mạnh, an toàn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của người dân và du khách bốn phương khi về với Hội Xuân Yên Tử năm nay. Đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu thu hút 1 triệu khách hành hương trong năm 2024 này, tăng hơn 40% so với năm trước của Yên Tử.